Tiếp theo chương trình thì ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho quý quý khán giả cùng các bạn được biết về một cái phương pháp xạ có thể cũng không gọi là mới nữa. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cũng là một trong những cái đợt xạ mà đang tương lai sẽ được áp dụng nhiều tại Việt Nam, đó là xạ trị định vị thân trong ung thư phổi hay xạ trị lập thể định vị thân. Bài của chúng tôi ngày hôm nay thì trước hết thì ung thư phổi như các bạn cũng biết rồi, thì trên thế giới ung thư phổi đứng hàng đầu về nguyên tử tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong. Tại Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ ba, gồm trên 24.000 ca mới mắc và 22.000 ca tử vong trong một năm theo cập nhật mới nhất. Thế thì nội dung ngày hôm nay của tôi xin giới thiệu 4 phần. Một là định nghĩa cơ sở SBRT trong ung thư phổi. Thế thì điều trị ung thư phổi nói riêng cũng như điều trị ung thư nói chung, đó là điều trị đa mô thức, có nghĩa kết hợp rất nhiều phương pháp điều trị với nhau. Đó là phẫu thuật, hóa chất, nội tiết đích, chăm sóc giảm nhẹ và đặc biệt là xạ trị. Xạ trị thì có chỉ định đến 60-75% trong những tổng số bệnh nhân bị ung thư. Thế thì các kỹ thuật xạ ngoài hiện nay trên thế giới thì có xạ hạt nặng proton và carbon là một trong những kỹ thuật là cao cấp nhất. Còn lại các kỹ thuật thông thường như 2D, 3D, IMT, VMAT là những kỹ thuật mà Việt Nam chúng ta cũng đã thực hiện được. Thế thì stereotactic là gì? Chính là liên quan đến việc sử dụng các cái bản đồ 3 chiều chính xác để hướng dẫn quy trình điều trị. Trong đó có SIS, SAT là những xạ trong não với một lần duy nhất hoặc là nhiều phân liều cho những cái khối u ở não. Thế còn SBRT ở đây là gì? Thì SBRT như các bạn biết, với xạ trị của chúng tôi thì xạ thông thường hàng ngày chúng ta đang điều trị cho người bệnh thì sẽ là liều xạ từ 1,2 đến 2 đơn vị là gray trên một buổi xạ, và thường bệnh nhân sẽ phải xạ từ 30 đến 35 đến 37 buổi xạ tùy theo khối u. Thế còn lại xạ tăng phân liều có nghĩa là từ 30-35 buổi xạ đấy chúng tôi sẽ giảm đi còn khoảng 7 đến 12 buổi xạ. Và stereotactic thì là một cái kỹ thuật mà chúng ta còn giảm tối đa nữa, đó là phân liều xạ trị từ 1 đến 5 buổi xạ và được áp dụng rất nhiều các cơ quan, đặc biệt là phổi, não hoặc là tuyến tiền liệt. Và quan trọng nhất đó là trang thiết bị phải thật sự là được phải hiện đại. Thế thì lịch sử của SBRT là sao? Thì từ những đầu năm 1905 thì là Hawley và Clare là đã định dạng ra một phương pháp lập thể. Chủ yếu tất cả các tác giả về xạ trị định vị thân cũng xuất phát từ các giáo sư, bác sĩ chuyên về sọ não. Đến năm 1951 là đánh dấu của kỹ thuật SIS, đó là Lexell đã của Thụy Điển đã đi ngược với sự hiểu biết phóng xạ của phân liều thông thường, có nghĩa là 2 gray một ngày mà ông sẽ tăng liều lên 3, 5, 7 gray một ngày. Và cũng chính là bác sĩ Lexell này thì đã xây dựng lên nguyên mẫu máy Gamma Knife đầu tiên ở Stockholm, Thụy Điển. Và đến năm 1980 thì cái máy Gamma Knife điều trị đầu tiên đó là ở bệnh viện Los Angeles. Thế thì tiếp theo các năm 1986, 1993 thì tất cả những cái hệ thống trang thiết bị máy Gamma Knife và máy xạ trị gia tốc được dần dần hình thành. Và đến năm giữa những năm 1970 thì là bắt đầu SBRT đã được áp dụng và được điều trị cho những ung thư phổi. Ngoài ra còn có những ung thư khác như tụy, tuyến liệt hoặc là những ung thư vị trí đầu mặt cổ. Thế thì đây là một cái hình ảnh mà chúng tôi mô tả để cho các bạn thấy rõ hơn được cái xạ tăng phân liều nó như thế nào. Thì thông thường chúng ta sẽ xạ một ngày hàng tuần, mỗi tuần là 5 buổi xạ và có thể kéo dài 5, 6 hoặc 7, 8 buổi, 8 tuần. Tuy nhiên SBRT là cái chúng ta sẽ chỉ xạ từ 1 đến 5 fraction, tức là có thể diễn ra trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần nếu mà chiếu xạ cách nhật. Lợi ích của cái việc giảm phân liều này thì vì sao chúng ta lại phải áp dụng, có thể áp dụng, là thứ nhất bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với phương pháp điều trị, cái hai giảm tối thiểu chi phí đi lại, tiềm năng cải thiện được kết quả. Thì cái tiềm năng cải thiện kết quả này chúng tôi sẽ được giới thiệu trong các nghiên cứu về sau. Các nhà cung cấp thì đều ngày càng sẽ áp dụng những cái công nghệ tiến bộ hơn trong lĩnh vực vật lý cũng như chẩn đoán hình ảnh, nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận bệnh nhân dễ hơn, người chi trả thì giá thành được thấp hơn. Thế thì cơ sở lý luận của SBRT ở đây là sao? Dựa vào những cái cơ chế điều trị xạ trị của ung thư, đó là tác động trực tiếp hoặc tác động gián tiếp của các cái ion của các nguyên tử phân tử mà có điện tích, thì là chúng ta sẽ có hai cơ chế, đó là trực tiếp, đó là tác động lên
ADN của tế bào. Do vậy mà trực tiếp từ estrogen từ vỏ ngoài nguyên tử sẽ tác động làm cho gãy đứt đoạn ADN và gây tử vong, gây chết cho tế bào ung thư, hoặc gián tiếp đó là estrogen sẽ tác động bên phân tử nước. Như chúng ta biết là trong cơ thể người là 70 đến 75% nước trong cơ thể. Do vậy mà khi estrogen tác động bên H2O sẽ tạo ra những cái ion mà có những cái phân tử mà có ion, và như vậy sẽ tác động lên cái chuỗi ADN của tế bào ung thư và gây đứt đoạn đảo đoạn, cũng dẫn đến chết chương trình của tế bào ung thư. Thế thì khi chỉ số alpha trên beta là chỉ số mà liều gây chết của tia xạ. Đối với các khối u thông thường nó là 10, duy nhất chỉ có một khối u tuyến tiền liệt là cái chỉ số này rất là thấp. Điều này có nghĩa cho thấy được là cái tuyến tiền liệt thì là đáp ứng muộn hơn so với đáp ứng muộn so với tia xạ so với các cái khối u khác. Và đối với chỉ số alpha trên beta mà 10 như này thì khi chúng ta áp dụng SBRT của u phổi nói riêng cũng như một vài khối u nói chung thì cái việc đảm bảo cái liều hiệu ứng sinh học của liều chiếu xạ phải trên 100 gray thì mới có hiệu quả. Những cái này chúng tôi sẽ được trình bày sau. Thế thì cái SBRT làm sao có thể giết chết được tế bào ung thư thì nó có 3 cơ chế. Một đó là làm đứt đoạn đảo đoạn như chúng tôi đã giới thiệu đầu tiên, đó là do các cái estrogen hoặc những cái phân tử có ion hóa làm cho đứt đoạn đảo đoạn ADN của cái tế bào ung thư, dẫn đến tế bào ung thư sẽ chết theo chương trình. Cái thứ hai đó là làm tổn thương thành mạch, và cái thứ ba nó là immo, tức là cái miễn dịch, hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên có một cái nhược điểm của SBRT ở đây, đó là nó kích thích cái hệ thống HIF-1-alpha. Đây là một cái chỉ số mà năm 1996 đã được giải Nobel của các tác giả tìm ra cái yếu tố thiếu oxy của tế bào. Và chính cái khi mà kích thích H1F1-alpha này sẽ dẫn đến cái chương trình là lẩn trốn cái hệ miễn dịch của cơ thể. Đây là một cái nhược điểm của SBRT. Do vậy, xạ trị thường là chúng tôi sẽ phải điều trị liên tục, thường xuyên, không có ngắt quãng để đạt được hiệu quả cao cho việc điều trị. Thế thì nội dung thứ hai đó là chỉ định và xạ trị SBRT. Thì chỉ định xạ trị nói chung đối với ung thư phổi thì chúng ta thấy được là chủ yếu giai đoạn rất là sớm, đặc biệt là sẽ không có hạch và chưa di căn xa. Với những trường hợp mà yếu tố nguy cơ cao như độ tuổi hoặc là bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân từ chối phẫu thuật, còn trong những trường hợp mà bệnh nhân mắc bệnh lý về nội khoa không có khả năng phẫu thuật, ví dụ như là tim mạch, ví dụ như là huyết áp, ví dụ như là thần kinh sọ não, thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho những bệnh nhân xạ SBRT cho ung thư phổi. Lựa chọn bệnh nhân SBRT thì là chúng ta có 6 lựa chọn như sau. Thứ nhất là ung thư phổi chắc chắn là không phải tế bào nhỏ, với vị trí khối u có thể làm trung tâm hoặc là ngoại vi của khí quản của lồng ngực. Thế thì cái định nghĩa trung tâm, tức là khối u ở trung tâm hoặc khối u ở ngoại vi thì dựa vào đâu? Thì như trên hình các bạn cũng thấy các cái nét đứt màu đen, đó là vì những cái khối u mà trong cái nét đứt màu đen đó là vị trí trung tâm. Thì vị trí trung tâm chúng ta được tính từ những cái cơ quan mà quan trọng trong cơ thể, đó là khí quản, đó là tim, mạch, tủy sống, thực quản. Cách những cơ quan này 2 cm, thì trong vòng 2 cm, sát 2 cm với cơ quan đấy thì chúng ta được gọi là u trung tâm. Thì khối u là dưới 5 cm. Còn với khối u ngoại vi, tức là cách xa những cái cơ quan nguy cấp trên 2 cm trở lên, thì là đấy là những khối kích thước khối u sẽ là từ 5 đến 7 cm, chúng ta vẫn có thể điều trị được. Có thể di căn ở trong lồng ngực, tức là các cái khối u hoặc là những cái ung thư phổi hoặc là những ung thư khác nó di căn lên phổi mà chúng ta có thể sử dụng SBRT. Hoặc là bệnh tái phát tại chỗ, tức là trước đây chúng ta đã xạ trị rồi, hóa chất rồi, nhưng mà sau khi một thời gian theo dõi bệnh nhân tái phát thì chúng ta có thể dùng SBRT. Các tổn thương đồng thời hoặc xâm lấn thành ngực, đây là những cái chỉ định điều trị SBRT cho bệnh nhân ung thư phổi. Tôi cũng trích lục ra những cái guideline của Hoa Kỳ về những chỉ định của SBRT ung thư phổi, thì cũng tương tự như những cái bản báo cáo vừa tôi tổng kết. Thế thì tất cả các cái phương pháp mới thì chúng ta đều phải có thử nghiệm và phải có nghiên cứu lâm sàng theo các pha 1, 2, 3 và 4. Thì pha 1, pha 2 như các bạn biết chỉ là những cái pha mà chúng ta nghiên cứu về tác dụng phụ, những cái độc tính của các phương pháp. Còn từ pha 3 trở đi thì chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp. Thế thì tất cả những cái nghiên cứu mà SBRT trên thế giới thì tôi đã tổng hợp và overview trên slide này, cũng có rất nhiều từ những năm 2004 cho đến năm 2021 hiện tại bây giờ. Thế thì trong những năm, đây là tóm tắt một vài cái kết quả của nghiên cứu từ những năm 2013-14 đã cho thấy được là
hiệu quả về kiểm soát tại chỗ cũng như là OS thời gian sống thêm toàn bộ của việc sử dụng xạ trị SBRT, tức là định vị thân trên ung thư phổi một giai đoạn rất là sớm 1 và 2, T1, T2, N0 thì là do hiệu quả rất là cao. Nhiều như trên hình vẽ chúng tôi thấy được là hiệu quả OS có thể sống toàn bộ 75% trong vòng 3 năm. Rồi thì kiểm soát liều, kiểm soát tại chỗ cũng rất là tốt, đến 96%. Và đặc biệt hơn nữa, các bạn có thể thấy là cái BD, tức là cái hiệu ứng về cái liều xạ, tức là sẽ phải đảm bảo trên 100 gray thì mới áp dụng được SPT cho ung thư phổi. Và đặc biệt, cái vị trí mà độc tính với độ 3 hoặc độ 2 thì tỷ lệ rất là thấp, chủ yếu là dưới 5% đều chấp nhận được. Thế thì tổng kết lại tất cả những cái nghiên cứu như tôi vừa list cho các bạn thấy thì hiệu quả việc kiểm soát tại chỗ chiếm đến 85-95% trong vòng 3-5 năm, và thời gian sống thêm toàn bộ cho những bệnh nhân mà giai đoạn sớm mà khi chúng ta sử dụng SPT đó là từ 50-95% trong vòng theo dõi trong vòng 3-5 năm. Thế có những cái nghiên cứu rất là hay, đó là họ nghiên cứu đối kháng giữa việc xạ trị SPT so với cả phẫu thuật, tức là trên những bệnh nhân có u phổi giai đoạn sớm, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, có khả năng phẫu thuật nhưng họ từ chối phẫu thuật, hoặc là những cái nghiên cứu mà so sánh được cái việc mà xạ trị và phẫu thuật cùng một giai đoạn, cùng một mẫu nghiên cứu như thế thì hiệu quả như thế nào. Thì ở đây tôi có list ra hai cái nghiên cứu Rochelle và Star cho thấy được, mặc dù N của họ nghiên cứu chỉ có 58 bệnh nhân nhưng cho hiệu kết quả rất là tốt, theo dõi sau 3 năm sống thêm toàn bộ của SPT đến 95%, với phẫu thuật là 79%, và độc tính độ 3, độ 4 chỉ có 10% đối với SPT, còn 4% sau phẫu thuật. Đây là một cái kết quả cũng tương đối là đáng khích lệ cho các nhà bác sĩ xạ trị sử dụng tia xạ để điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm, mặc dù N nghiên cứu của họ, mẫu của họ nghiên cứu còn thấp. Hoặc là những nghiên cứu mà tôi liệt kê ra là đang trong quá trình nghiên cứu và đã có những kết quả đối lập giữa SPT và phẫu thuật cũng đều cho hiệu quả rất là cao. Thế thì đây là một vài nghiên cứu mà tôi list ra, nếu các bạn có thể tìm hiểu trên mạng, đó là những ATOG của 2002-36 rồi 915. Thế vấn đề về lập quy hoạch SPT trong các và các SPT thì thực tế giống như các cái kỹ thuật khác thì chúng ta đều phải xác định tâm thể tích xạ, xác định được những vị trí vesican và xác định được cái trường chiếu xạ cho người bệnh. Đặc biệt tập trung ở đây đối với SPT ở đây là chúng tôi phải tập trung về cái phương pháp cố định nhịp thở, phải kiểm soát được nhịp thở của người bệnh để làm sao cho xác định được vị trí u di động ở trong cơ lồng ngực, thì lúc đấy chúng ta mới xạ trị SPT được chuẩn và hiệu quả cao. Thì các cái phương pháp áp dụng để giảm chuyển động của u hấp có thể là chúng ta sẽ tính dựa vào ITV, tức là cái thể tích u ở phía trong lồng ngực, dựa vào các cái chụp chiếu 4D, rồi thì các cái thở nông cưỡng bức hoặc các cái phương pháp nín thở, cũng như là theo dõi khối u theo thời gian thực. Thế thì cái thể tích mà xạ, lập quy hoạch xạ thì đây là dành cho các bác sĩ chuyên về xạ trị tìm hiểu, đó là cái GTV, CTV, ITV và PTV. Tuy nhiên có một cái đặc trưng, có một cái khác biệt giữa SPT và với xạ thông thường, đó là cái thể tích u thô cũng như là thể tích vesican CTV thì hai cái thể tích này có thể được coi là một. Bởi vì sao? Bởi vì cái diện xạ của SPT rất là nhỏ và sát, do vậy mà cái độ di lệch của cho phép của cái thể tích u khi mà chúng tôi chiếu xạ chỉ tính bằng 3 mm. Thế còn lại với các cái trường chiếu khác, ví dụ xạ thông thường khác, ví dụ 3D ngày xưa, chúng tôi có thể tối đa lên 2 cm, tức là 20 mm, tức là việc kiểm soát thể tích sự di động khối u đối với SPT, kỹ thuật SPT rất là quan trọng. Đây là cái check để kiểm tra quy hoạch. Đây là cái hình ảnh mà chụp 4D, các bạn có thể thấy được chúng tôi sẽ đo được cái, chúng ta sẽ đo được cái thời gian nhịp thở và đo được cái vị trí của khối u di động trong lồng ngực để chúng ta biết được là vị trí khi mà hít thở nông, hít thở sâu, thở tối đa rồi thở thường thì vị trí khối u nó sẽ di động đến vị trí nào và máy sẽ phát tia đến đúng vị trí u chỗ đấy. Đây là một trong những cái dụng cụ mà chúng tôi chụp lên để biết được cái kiểm soát được cái ép bụng để cho hạn chế cái cơ hoành di động, do vậy mà cái việc di động của khối u lên trên xuống dưới hoặc phải trái trong lồng ngực cũng được hạn chế tối đa. Và đây là một cái kiểm soát nhịp thở bằng cái cổng nhịp thở, thì chúng ta thấy được là khi khối u mà nằm ngoài trường chiếu thì
máy sẽ dừng phát tia, và khi khối u nằm trong trường chiếu như hình ở giữa thì là máy sẽ phát tia, còn hình ngoài và hình bên trong thì là khối u bị di động, do vậy mà sẽ không vào trong trường chiếu xạ thì máy sẽ dừng phát tia. Đây là một trong những cái công cụ hỗ trợ tối đa cho việc xạ trị định vị thân. Và ngoài cái việc bác sĩ xạ trị quan tâm đến thể tích u rồi thể tích hạch xạ trị, chúng tôi còn quan tâm đến rất nhiều vấn đề liên quan đến các cơ quan nguy cấp lân cận. Đó là khi chúng ta xạ vào phổi thì tia xạ sẽ phải đi qua cơ, đi qua xương, đi qua phổi, lá phổi lành, rồi đi qua tủy sống cũng như thực quản. Do vậy, những cái liều xạ mà khi chiếu vào những cái cơ quan nguy cấp này, chúng tôi cũng đều phải kiểm duyệt cẩn thận trước khi đưa ra cho điều trị cho người bệnh. Do vậy, đây cũng là một cái mà chúng tôi cũng muốn nói trong trình này, đó là các bác bệnh nhân mà trong quá trình đợi bác sĩ lập quay xạ trị thì cũng cần có một khoảng thời gian để bác sĩ tính liều trên máy tính, rồi thì chúng tôi sẽ bắn trên mô hình để mà chúng tôi sẽ check xem những cái thể tích nào có thể chấp check được những cái kế hoạch nào có thể chấp nhận được trên người bệnh và những kế hoạch nào mà chúng tôi sẽ bỏ qua. Do vậy mà cũng cần khoảng thời gian rất là dài để cho bác sĩ xạ trị chúng tôi lập kế hoạch điều trị được hiệu quả cao cho người bệnh. Thế thì đây là kiểm chuẩn QAQC sẽ có những cái bảng kiểm chính xác đến từng cm, đó là 3mm, 1.25mm, rồi thì kiểm tra những cái hệ thống trang thiết bị hàng ngày, hàng tuần, những cái máy phát xạ, rồi thì những cái hệ thống dosimetric, tức là cái đo liều cho tất cả nhân viên y tế cũng như là máy móc và người bệnh. Thì kết luận của bài tôi giới thiệu ngày hôm nay đó là đây là một hình thức xạ trị có độ chính xác rất là cao, thời gian điều trị thì ngắn, hạn chế tác dụng phụ, nhưng tuy nhiên cần phải có tính đến cái độ chuyển động của khối u rất là kỹ, cần độ chính xác và phải có thiết lập có thể tái tạo trước khi điều trị, và chỉ định cho như bệnh nhân ung thư phổi là giai đoạn 1-2 không phẫu thuật, bệnh nhân có thể phẫu thuật nhưng có các nguy cơ, hoặc những người lớn tuổi và những bệnh nhân từ chối phẫu thuật, và đặc biệt hơn nữa đó là BEP, tức là hiệu ứng hiệu quả effective của cái liều xạ trên khối u phải đảm bảo được trên 100 gray thì mới kiểm soát được khỏi bệnh tại chỗ cũng như tại vùng của khối u. Tôi xin trọng cảm ơn.